Thưa quý vị, ngày 2 tháng 6, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1986 và Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1994, cùng trú tại phường Bạch Sàm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo ngành chức năng, trước đó Nguyễn Văn Tuấn điều khiển ô tô màu đen mang biển kiểm soát 89A36538 chở theo Nguyễn Văn Đức, Phạm Văn Dường, sinh năm 1989 và Vũ Hồng Thượng, sinh năm 1985, cùng trú tại phường Bạch Sàm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đến nhà máy xử lý rác Lý Trạch tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhằm mục đích đòi nợ. Đến nơi, Tuấn và Đức dùng thanh kim loại đã chuẩn bị sẵn trên xe ô tô để đập phá cửa kính, phòng bảo vệ cổng và phòng điều hành của nhà máy. Khi Tuấn và Đức đập phá các tài sản trên, Dương đi theo, sử dụng điện thoại di động quay lại toàn bộ quá trình, còn Thượng đứng ở phòng bảo vệ để xem việc đập phá. Sau khi phá hoại tài sản, cả nhóm mang theo hung khí rời khỏi hiện trường. Sau khi vụ việc này đã xảy ra, Công an huyện Bố Trạch đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình truy xét nóng các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bố Trạch đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng có liên quan nói trên khi đang lẩn trốn tại Đồng Hới. Hiện Công an Quảng Bình đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.